Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Hữu Văn và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Núi Sáo trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi tranh cúp APEC Đại Việt lần thứ nhất năm 2020. Ở trận đấu này thì đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Núi Sáo trong trang phục áo trắng phía xa màn các bạn và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Hữu Văn trong trang phục áo xanh phía gần màn các bạn. Trận đấu này được diễn ra tại nhà thi đấu của thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Nhà tài trợ chính cho giải đấu này là công ty cổ phần APEC Đại Việt. Điểm số bây giờ là 1-1. Vừa rồi là trọng tài vừa bắt lỗi vị trí của bên đội tuyển Núi Sáo. Trọng tài vừa rồi là đã bắt lỗi vị trí của bên Núi Sáo. Đây là một trận đấu rất hấp dẫn, rất hay của các bạn ạ. Bởi vì đây là giải đấu bóng chuyền hơi mở rộng nên các cầu thủ của hai đội đều là các cầu thủ rất già dặn kinh nghiệm, nên trận đấu nào cũng là trận đấu hay. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều trận đấu mới của giải đấu cũng như của trận đấu hay của năm 2020. Rất tuyệt vời, các cầu thủ mở đầu trận đấu như hai cầu thủ của hai bên chơi rất nhịp nhàng. Pha bóng rất dài các bạn. Hàng công thủ Núi Sáo cũng rất tuyệt vời. Vừa rồi là pha nhảy đập bóng không qua lưới của các cầu thủ Hữu Văn. Điểm cho Núi Sáo 2-1. Đập bóng tốt, vừa rồi là pha nhảy đập rất uy lực của chủ công áo không số bên tuyển Hữu Văn. Điểm số được cân bằng 2-2. Rất tuyệt vời, trận đấu rất hấp dẫn các bạn ạ. Vừa rồi là trọng tài bắt lỗi rồi. Trọng tài bắt lỗi kỹ thuật của bên Núi Sáo. 3-2 cho Hữu Văn. Trận đấu rất hay, ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu các cầu thủ chơi rất nhiệt tình. Bởi vì đây là giải đấu mở rộng nên các cầu thủ đến với giải đấu này. Không được rồi, bóng không qua lưới. Pha vít bóng của các cầu thủ 6, bóng không qua lưới. Điểm số nâng lên 4-2 cho Hữu Văn. Pha phát bóng ăn điểm ngay của số 8 bên tuyển Hữu Văn. 5-2 cho Hữu Văn. Trận đấu được tiếp tục. Vừa rồi là lỗi chạm lưới của bên Núi Sáo. Và lại một pha phát bóng ăn điểm ngay của Núi Sáo. Liên tiếp một phát xích ghi điểm của các cầu thủ Núi Sáo. Điểm số bây giờ là 8-2. Liên tục ghi điểm của các cầu thủ Hữu Văn. Lại một pha nhảy đập ăn điểm ngay của các cầu thủ Hữu Văn. 9-2 cho Hữu Văn. Ngay từ những phút đầu của trận đấu, các cầu thủ Hữu Văn chơi rất tập trung, rất gắn kết. Không được rồi, bóng không qua lưới. Đội điểm cho Núi Sáo 3-9. Liên tục, vừa rồi Hữu Văn lên 7 điểm liền.
Lại một pha đá bóng tốt của chủ công số 5 bên tuyển Hữu Văn. Điểm số được nâng lên 13 cho Hữu Văn. Hàng thủ của Hữu Văn chơi rất tập trung trong cái trận đấu này. Pha bỏ bóng rất thành công của cầu thủ số 5 Kim Tuyến. Trận đấu rất hấp dẫn, bên tuyển núi Sáo có sự thay đổi người. Lại một pha ghi điểm nữa của bên Hữu Văn. Điểm số hiện nay là 12-4 nghiêng về tuyển Hữu Văn. Pha phát bóng rất khó chịu của số 8 bên tuyển Hữu Văn. Bóng lập bập gần lưới. 13-4 cho Hữu Văn. Chủ công áo không số bên tuyển Hữu Văn có những pha tấn công rất uy lực, là bóng tốt, liên tục những pha công phá của các cầu thủ áo không số bên tuyển Hữu Văn. 14-4, khoảng cách 10 điểm cho Hữu Văn. Vừa rồi là trọng tài bắt lỗi chạm lưới của bên Hữu Văn. Đổi điểm cho núi Sáo 5-14. Bóng ngoài sân rồi. 6-14 cho núi Sáo. Các bạn, báo cáo với các bạn là các bạn muốn xem trận đấu của mình. Trận đấu của mình ở giải đấu này, các bạn ghi bóng truyền hơi đội mình với đội đối phương là ra trận đấu này, là ra trận đấu. Ở trận đấu này các bạn ghi bóng truyền hơi núi Sáo và Hữu Văn lên đúng trận đấu này ngay các bạn ạ. Các bạn nhớ nếu muốn tìm ở trên YouTube, muốn ra trận đấu của mình, các bạn nhớ ghi tên là bóng truyền hơi, tên của đội mình và tên của đội bạn là ra đúng trận đấu của mình thi đấu. Ở cái giải này thì mình đã quay được rất gần như là trọn vẹn tất cả các trận đấu. Các cái trận đấu thì mình sẽ đăng lên mỗi hôm một hoặc hai trận đấu. Bởi vì là bởi vì ở đây ban tổ chức không có cái bình luận, về phải xem video vào bình luận lại. Thế nên là cũng mất nhiều thời gian. Rất hay, các cầu thủ Hữu Văn chơi rất hay, rất tập trung, bóng không qua lưới rồi. 8-14 cho các đội tuyển núi Sáo. Bởi vì là khoảng cách xa, mình ở Thái Nguyên thì xuống được đây quay là khoảng hơn 80 cây số, đâm ra là thông tin về giải đấu và cũng như là thông tin về các đội hình thi đấu thì mình không nắm được thông tin của các đội, đâm ra là cái quá trình bình luận nhiều khi nó hơi bị cộc, các bạn thông cảm nhá. Bóng không qua lưới rồi. Rồi là pha đá bóng không qua lưới của các cầu thủ núi Sáo. Điểm số được nâng lên 15-8 cho các Hữu Văn. Lại một pha bóng không qua lưới nữa của núi Sáo. 16-8, khoảng cách hiện là nhân đôi cho Hữu Văn. Một pha không hiểu ý nhau của các cầu thủ Hữu Văn.
9-16 cho núi 6, tuyển núi 6 phát bóng. Pha đập bóng rất uy lực của cầu thủ áo không số bên tuyển Hữu Văn. Liên tục pha tấn công của Hữu Văn. Bóng ngoài sân rồi, cuối cùng thì pha bỏ nhỏ không thành công của các cầu thủ núi 6. Điểm số được nâng lên 17-9 cho Hữu Văn. Chủ công áo không số bên tuyển Hữu Văn đánh rất hay. Ở những phút đầu của trận đấu thì có lẽ các cầu thủ núi 6 chưa ổn định được cái vị trí, chưa được gắn kết được cái các hàng thủ. Không được rồi, bóng ngoài sân. Điểm số 10-17 cho núi 6. Tuyển núi 6 phát bóng. Rất hay. Đó là hàng thủ công áo không số của bên Hữu Văn với những pha tấn công rất uy lực. Đã bóng rất vít. Càng về những phút cuối của trận đấu càng hay. Bóng không qua lưới rồi. Vừa rồi pha nhảy đập của Kim Xuyến số 5 bên Hữu Văn, bóng không qua lưới. Điểm số được nâng lên 11-18 cho núi 6. Pha vào nhỏ không thành công của các cầu thủ Hữu Văn. Điểm cho núi 6. 12-18. Vừa rồi là pha bóng không qua lưới, điểm 19-12 cho vừa rồi là mình căn cứ vào bảng số đó mới trọng tài lại cho điểm bên núi 6. Như vậy là điểm bây giờ là 13-18, khoảng cách 5 điểm cho các cầu thủ núi 6. Liệu núi 6 có ngược dòng không? Bởi vì là giữa trọng tài bàn và trọng tài chính không có, trọng tài bàn và trọng tài chính không có sự ăn khớp nhau, nên lật bảng mình căn cứ vào cái bảng số. Về nhà mình xem video và căn cứ bảng số. Bóng ngoài sân rồi. Rồi là pha bóng ngoài sân. Điểm cho núi 6 13-18. Mình về mình xem video và mình phải căn cứ vào cái bảng số, mình bình luận tâm ra giữa trọng tài cắn bóng tốt của các cầu thủ Hữu Văn. Điểm số nâng lên 19-13 cho các cầu thủ Hữu Văn. Không được rồi, pha đưa bước một không thành công của các cầu thủ núi 6. 20-13 cho Hữu Văn. Chỉ còn một quả đấu, một quả bóng, một pha bóng nữa là kết thúc trận đấu. Liệu Hữu Văn có kết thúc trận đấu ở đây không? Không được rồi, bóng ngoài sân. Điểm cho núi 6 14-20. Cũng báo cáo với các bạn là ở giải đấu này ban tổ chức áp dụng xét đấu 21 quả cách biệt 2 bàn. Đập bóng tốt của các cầu thủ Hữu Văn, pha nhảy đập rất uy lực của Hữu Văn. Điểm số nó nâng lên 15-20. Lối tấn công rất đa dạng của các cầu thủ bên Hữu Văn. Vừa rồi là điểm cho, như vậy là vừa rồi là điểm cho bên Hữu Văn. Kết thúc trận đấu thứ nhất thì đội tuyển Hữu Văn thắng đội tuyển núi 6 với tỷ số là 21-13.
và tiếp tục đi vào set đấu thứ hai. Ở set đấu thứ hai thì mình sẽ đăng sau.